trong dân gian người ta giải thích chảo rất là nóng, cho dầu ăn vào nó bắn tung hết rồi lên, mình phải né để khỏi mỡ hay dầu nó bắn vào người, cho nên người ta đặt là món bò né. Nguyên liệu chính của món này gồm có thịt bò. Các bạn chuẩn bị thịt bò mềm mà nạc. Nếu bạn nào ăn rồi thì biết, có những nhà hàng họ bán thì họ cắt lát to, thật là mỏng như lát to. Có nhà hàng thì bán cắt miếng nhỏ nhỏ thật mỏng vừa ăn. Thì tùy theo các bạn. Hôm nay tôi sẽ cắt lát mỏng và nhỏ để cho nó tiện ăn. Một suất ăn thì khoảng từ 1 lạng đến 2 lạng. Các bạn dùng một cái dần thịt bò này. Chỗ này 2 lạng tôi chuẩn bị cho một suất ăn. Nêm nếm cho món này cũng rất là đơn giản. Tương gia vị cho 1/4 thìa cà phê. Dầu hào 1 thìa cà phê. Bột hành, bột tỏi, mỗi thứ một chút, khoảng 1/4 thìa cà phê. Không có bột hành, bột tỏi này thì các bạn có thể đập hành tím, tức là hành khô với tỏi, băm thật là nhuyễn, thật là nhỏ. Một chút tiêu, đường, các bạn cho nửa thìa cà phê. Món bò né này cần phải ăn nóng và ăn ở trên cái chảo nó đang còn rất là sôi, đưa ngay ra bàn. Vì vậy tất cả các nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị xong hết, kể cả thịt bò các bạn tẩm ướp, nếu mà chưa đến giờ ăn các bạn để vào ngăn mát của tủ lạnh. Rau ăn kèm gồm có hành tây, dưa chuột, cà chua, rau mùi hay còn gọi là ngò rí, rau xà lách. Các bạn chuẩn bị chanh hay là giấm cũng được. Hành tím để tôi trang trí cho đẹp. Tất cả các nguyên liệu tôi giới thiệu, các bạn chuẩn bị theo cái nhu cầu của gia đình nhà mình. Chúng ta sơ chế những cái rau ăn kèm. Xà lách thì các bạn cũng cắt khúc. Các bạn cho tỷ lệ 1:1, 1 thìa đường. Thì các bạn cho 1 thìa giấm. Chỗ này nửa củ hành loại trung bình, tôi cho 2 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê giấm. Bạn nào không thích ăn giấm thì các bạn sử dụng chanh. Cũng cho tỷ lệ 1:1, 2 thìa nước cốt chanh và 2 thìa đường. Và bây giờ cần chuẩn bị một cái chảo gang chuyên để làm bò né. Bật bếp trước để chảo này thật là nóng. Đây là cái chảo bằng gang rất là nặng, chuyên môn để làm món bò né. Nếu không có cái chảo này thì các bạn dùng cái chảo gang. Cho dầu ăn, bơ, thịt bò. Trứng gà. Xúc xích. Phô mai bò cười. Pate. Thêm chút tương ớt.
Mời các bạn nếm thử. Mời các bạn nếm thử nhé. Cái hành ngâm này rất là ngon vừa các bạn, không bị hăng mà rất là ngon đấy. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.